nắng nóng gay gắt, cảnh báo tia UV gây hại cho con người. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua 17 năm, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Dự báo, từ ngày hôm nay 18 năm, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Riêng khu vực Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày 19 tháng 5 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20 tháng 5 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay 18 năm, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Cảnh báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong 1-2 ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trong các ngày 18-19 tháng 5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại UV có giá trị từ 7-9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1-2. Nguyễn Dương, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.